Đoàn Văn Hậu lộ tin nhắn với mẹ vợ, cuộc trò chuyện nói đến thông tin cực sốc về Doãn Hải My. Mới đây, lý do Đoàn Văn Hậu không cùng Doãn Hải My đi thử váy cưới đẹp nhất cho hôn lễ tại Hà Nội đã được hé lộ. Hóa ra, chàng hậu vệ gốc Thái Bình có sự tính toán cả rồi. Đám cưới của cầu thủ 24 tuổi và tiểu thư Hà Thành đã trôi qua được mấy ngày nhưng dư âm của nó vẫn thu hút sự quan tâm của công chúng. Vài giờ trước, một nhiếp ảnh gia đã tiết lộ sự mong đợi và tấm lòng của chú rể dành cho cô dâu trong ngày trọng đại này. Cụ thể, khi Doãn Hải My chọn được chiếc váy cưới ưng ý nhất mà cô muốn diện ở lễ cưới chính ở Hà Nội, Văn Hậu thay vì cùng vợ đi thử váy thì anh đã vắng mặt. Khi ấy, hậu vệ tuyển Việt Nam đã nhắn tin cho mẹ vợ nói rõ lý do, nếu là một bất ngờ, con sẽ để thành bất ngờ lớn luôn và đã đi về nhà tại Mỹ Đình chứ không nán lại xem bà xã thử váy. Anh quyết định để ngày diễn ra đám cưới thành lần đầu tiên được nhìn thấy My mặc chiếc váy mà cô thích nhất. Chính vì lẽ đó mà ngay tại khoảnh khắc nhìn thấy tiểu thư Hà Thành khoác tay bố bước vào lễ đường trong bộ váy cưới cổ điển, e ấp, Văn Hậu đã không khỏi xúc động. Trên sân khấu, trước hàng trăm khách mời, hậu vệ sinh năm 1999 còn rơi nước mắt vì quá hạnh phúc khi sánh vai cùng vợ xinh đẹp. Chi tiết này càng cho thấy sự trân trọng và yêu thương mà cầu thủ 24 tuổi dành cho bạn đời là đong đầy nhường nào. Được biết, váy cưới Doãn Hải My lựa chọn cho phần lễ chính ở tiệc cưới tối ngày 26 tháng 11 mang phong cách cổ điển và lãng mạn lấy cảm hứng từ hoa linh lan, loài hoa của sự chung thủy, hạnh phúc. Thiết kế gen cổ cao kết hợp hoa gen đội đầu tinh xảo còn đem tới nét thanh cao, đài các cho cô dâu vốn đã có gương mặt thanh thuần, xinh đẹp. Từ đám cưới của Đoàn Văn Hậu, nhìn lại những cuộc hôn nhân gần đây của cầu thủ Việt, dường như có một xu thế đang được hình thành, chính là sao bóng đá lấy vợ ngọc nữ. Tháng 2 năm 2020, trung vệ Đỗ Duy Mạnh và Quỳnh Anh chính thức khép lại mối tình trong mơ bằng hôn lễ đẹp tựa cổ tích tại khách sạn sang trọng bậc nhất Hà Nội. Nhưng điều công chúng chú ý nhiều nhất lúc bấy giờ có lẽ là gia thế của cô dâu. Vợ Duy Mạnh chính là ái nữ của Nguyễn Giang Đông, một nhân vật nổi tiếng trong làng bóng đá Việt. Ông Giang Đông từng giữ chức chủ tịch câu lạc bộ Sài Gòn FC trong một thời gian dài và nhận được sự yêu mến của đội bóng lẫn người hâm mộ. Không chỉ tâm huyết với bóng đá nước nhà, ông Giang Đông còn sở hữu công ty thương mại với ngành nghề kinh doanh chính là buôn bán ô tô, xe máy, kinh doanh phụ tùng và buôn bán thực phẩm, đồ uống. Quỳnh Anh tốt nghiệp khoa luật quốc tế, học viện ngoại giao và khởi nghiệp kinh doanh từ sớm. Cuối tháng 10 năm 2019, cô đã tự mua được chiếc xe Mercedes có giá khoảng 2 tỷ đồng bằng chính tiền mình kiếm được. Nàng này còn sở hữu cả một bộ sưu tập đồ hiệu từ phụ kiện cho đến trang phục của các nhà mốt đình đám. Sau Duy Mạnh, đến tháng 9 cùng năm, thêm một cầu thủ nổi tiếng của làng bóng Việt Nam kết hôn. Bà xã của chàng cầu thủ này cũng là tiểu thư con nhà gia thế nhưng không phải người nổi tiếng, đó chính là cặp Công Phượng, Viên Minh. Yêu nhau 4 năm nhưng rất kín đáo trong chuyện tình cảm nên hôn lễ của Công Phượng khiến dư luận vô cùng bất ngờ. Thân thế của bà xã anh chàng cũng thu hút sự tò mò của dư luận. Tô Ngọc Viên Minh sinh ra tại Nghệ An là con gái của giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Cô nàng sở hữu ngoại hình xinh xắn và hầu như không tham gia vào giới showbiz hay bóng đá. Ngoài xuất thân châm anh thế phiệt, bản thân bà xã Công Phượng cũng rất giỏi giang khi từng du học Bỉ, tốt nghiệp loại xuất sắc chương trình thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh tại trường Đại học The Mid. Nói đến lấy vợ là ngọc nữ, không thể không nhắc tới trung vệ Bùi Tiến Dũng. Chưa đầy một năm công khai tình cảm, anh chàng và Nguyễn Khánh Linh đã quyết định về chung một nhà. Vợ Bùi Tiến Dũng sinh năm 1997 tại Hà Nội, từng là du học sinh tại Singapore. Sau quá trình học tập ở nước ngoài, cô nàng về nước để cùng quản lý cơ ngơi của gia đình. Nhà của hot girl Hà Thành kinh doanh khách sạn và quán karaoke thuộc hạng có tiếng tại Bắc Ninh.